Chào quý cô chú anh chị nha. Thì đầu tiên vào video thì em có chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ha. Hôm nay là thứ sáu rồi. Em có một con bếp rất là sang, bếp Nhật Bản nha. Thì bếp Nhật Bản này thì có về thì chỉ có con thì nó ít trầy, có con thì nó sẽ trầy nhiều, có con bẩn ít, có con bẩn nhiều này kia, nhưng chung quy lại nó là khá là ngon, khá là chất lượng nha. Đó, tiền nào của đấy. Thì đầu tiên thì về mua bán giao dịch thì em vẫn nhắc lại là bên em không thu hộ nha, mua thì thanh toán mới gửi hàng. Trong này em có một con bếp mặt men nha, mặt men thì mình vệ sinh rất là dễ dàng mà nó sạch, nó bóng, bền. Mặt men bếp thì Nhật Bản nó sẽ có mặt sơn này, mặt men này, mặt đá này, mặt mặt kính ấy. Là ba loại ha. Mặt kính là nó chỉ là cao cấp nhất ha. Nhưng mà thông dụng nhất là mặt men. Mặt sơn thì cũng ít thôi, ít ít người dùng. Mặt sơn nó rẻ tiền nhưng ít người dùng, tại vì nó dễ mình chà đồ, đôi lúc nó dễ bị bong sơn. Rồi trong cái bếp này là em giới thiệu cái bếp này là bếp đời 2020 nha, bếp Greenlight. Cái này là nó dính cái bên keo, tí nữa em lau ra nha mọi người. Nó dính cái bên keo, tí nữa em lau ra. Bếp Greenlight ha, bếp Greenlight có mã này. Bếp này em canh lửa rồi nha, với lại em vệ sinh rồi, nội thất rất là đẹp. Thì con bếp này em sẽ quay nó đủ đồ nha mọi người. Cái miếng ụp này thì có nha mọi người, do tại em chưa có vệ sinh đó nên chưa bỏ, với lại em mở ốc ra để em dỡ cái nồi thất bên trong cho mọi người xem á. Thì bếp này là cái đời 2020 nha, đời tháng 3 2020 cũng mới đây thôi, nó đẹp. Thì bếp bãi về thì nó đi trần như thế này nè mọi người, nó đi trần như thế này rồi nó chắc lên công á, thì nó sẽ qua đặt qua lại á, đi biển mà qua đặt qua lại thì nó sẽ bị cấn móp này kia. Thì em sẽ quay cái đặc điểm cấn móp đấy cho mọi người xem để mình ưng ý thì mình mua nha. Đây, lỗi cấn móp ngay chỗ này, nó không có ảnh hưởng gì về bên trong nhưng mà điều nó thẩm mỹ một tí ngay chỗ này, về mình có thể sơn dặm lại ngay chỗ này mọi người cho nó dễ nhìn ha, sơn trắng á, sơn dặm lại ngay này đó. Đó thôi, tí đó thôi đó. Với lại chỗ này chày tí như này đó. Còn lại tổng thể thì nhìn rất đẹp nha mọi người nha. Đó, mọi người xem đó. Xem đánh giá ha. Bây giờ thì em đây là cái lò, cái này do tại vì em để trên cái ghế ấy, nó đè nó không có hỏng, nó hỏng chân ấy, nó đè cái lò nướng xuống ấy, nên em kéo ra nó hơi nặng nha. Còn khi mà để cái chân này, bốn cái chân này nó kê lên thì kéo ra rất là nhẹ ha, rất đẹp nha mọi người. Lò nướng rất là sạch. Ok. Đó. Bây giờ em sẽ quay cái nội thất bên trong nha. Mọi người chờ em tí nha, em gỡ ra luôn. Bếp mà hai bên bếp này. Cái này là em chỉ lâu sơ thôi nha, chứ nó thật sự ban đầu của nó là rất là mới như thế này rồi ha. Đó. Rất đẹp nha, quay dưới đây rồi thử nhìn dưới lên trên này, nó đẹp nha. Đó. Này bếp 2020 nha mọi người, nên là cũng mới đây thôi. Hai cái lò rất là đẹp. Nè, mấy cái kim đồ khung đồ nó rất là đẹp nha mọi người, mới tinh. Ở trong này có, nó có mã vạch luôn này. Ok. Thì cái bếp này em vệ sinh rồi, em chỉnh lửa rồi nha mọi người nha. Em về mình lắp vào ga của mình dùng. Đó. Mặt men nha. Bếp này em để cho mọi người 1.8 triệu nha mọi người.
1,8 triệu. Và em cái này thôi thì em hỗ trợ tiền ship cho mọi người nha. Tại vì bếp này em mỗi khi em gửi đi ấy, là em sẽ mua một cái thùng xốp rất là to, mà cái thùng xốp hết 70.000 rồi. Và tiền bao ship thì nó tầm từ 55 đến 65 tùy bếp, bếp nặng bếp nhẹ. Có bếp kích thước nó sẽ dài hơn một tí, có bếp thì nó ngắn hơn tí. Thì cái thùng xốp 70.000, tiền cước từ 55 đến 65.000 là hết 140 mọi người, hết 140.000 rồi. Rồi em nhắc lại là giá nó 1,8 triệu và em bao ship cho người nha. Bếp này là bếp Greenlight nha. Nó đánh lửa bằng pin lớn nha, pin đại nha. Cái này pin này ấy thì em không gửi cho em theo nha. Pin này là em pin em nhập nhập về nên là nó rất là đắt tiền. Nó hơn 200.000, cái này là 230 một cặp nha. Đó. Nên là đôi khi cô chú anh chị thấy không kinh tế là cô chú anh chị về mua pin Panasonic mới, bây giờ nó bán ở ngoài tiệm điện điện cơ đồ, tiệm điện á, bán mấy quạt, mấy bóng đèn đồ á, thì nó sẽ có bán pin này. Có bán pin không phải pin này nha, ý là pin Panasonic pin đại như thế này thôi. Còn pin này là pin của Nhật, nó rất là bền. Pin của Nhật này thì nó sẽ sử dụng rất là lâu, lâu hết pin đấy, rất là lâu. Còn pin mới bây giờ thì nó chỉ có 10.000 một cục, hai cục là 20.000, nên là mọi người biết cái giá thành trên lệch là tự hiểu cái dung lượng nén ở pin ở trong đấy là nó nhiều hay là ít nha mọi người. Đó. Thì cái này là nó không có số lượng nhiều, nó chỉ có mấy cục thôi, nó chỉ có mấy lóc thôi, hai bốn năm lóc thôi. Đó. Chứ đâu có nhiều đâu để bán. Cô chú anh chị nào muốn mua thêm thì thêm tiền nha. Đó, còn pin này em không gửi cho em theo, mọi người tự về mua pin. Giá là một cái bếp này giá là 1,8 triệu nha, em bao ship về tận nhà nha mọi người. Còn cách thức mua bán thì em cũng nhắc lại là không có thu hộ nha, mua thì mình thanh toán bên em mới gửi hàng. Đó là cái cách thức bao lâu nay rồi nha mọi người. Do tại cái nó hỏng bốn cái chân này mọi người, đó, bốn cái chân này, bốn cái chân này mà mình đặt cái này xuống nó, nó có một cái đặc điểm ấy nữa, cái miếng mặt nạ, miếng mặt nạ phía trước thì nó có mẻ một xíu này mọi người, đây, đây này, đấy, nó không có ảnh hưởng gì thẩm mỹ thì nó cũng chả ảnh hưởng gì luôn nha, vì bếp mình đặt thế này mình nhìn vào này thôi. Đó. Là điều có sao thì em nói vậy. Cái này là nó cứng mọi người, mọi chuyện nó cứng, nó không ảnh hưởng gì bên trong hết nha, nó chỉ là cái miếng vỏ dư thôi, miếng vỏ dư thôi. Thôi em bớt cho mọi người 50.000 là 1,750 nha, quên nhắc cho mọi người cái này. Đó, rồi còn lại nó hoạt động ngon lành hết nha. Một triệu 750 em bao ship luôn nha. Đó. Tính ra bao ship hết thì cái máy nó chỉ còn 1,6 triệu thôi nè. Cái bếp chỉ còn 1,6 triệu thôi. Tí nữa em gắn lại nha. Mọi người hiểu cái trái ga mà nó đen thui như thế này là hiểu là nó rất là ít dùng nha mọi người. Trái ga mà dùng nhiều thì nó sẽ đỏ, nó hồng lên, nó bẩn đi, nó mất cái màu đen này liền. Thôi, 1,750 bao ship.